Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi sẽ phân tích báo cáo tài chính sơ lược về những cái câu hỏi, những cái mã mà các bạn đã hỏi. Ví dụ như là cái bạn Lợi Nguyễn có hỏi là mã ASA các bạn ha. Biết là cái công ty gì. Tôi chỉ coi cái phần báo cáo tài chính thôi. Thì như các bạn thấy trên đây, nhân tiện đây thì mình cũng trả lời với các bạn. Có một số bạn thì thấy là cái nói là cái EPS này là bị sai. Thực ra cái EPS này là cái mà thật nhất, có nghĩa là nó chia với cái vốn chủ sở hữu góp à, các bạn, chia với vốn chủ sở hữu góp. Thì chính ra thì các bạn sẽ phải chia cho cái vốn vốn đầu tư của chủ sở hữu là vốn chủ sở hữu góp các bạn, phải trừ cho cái cổ phiếu quỹ các bạn, cổ phiếu quỹ thì nó mới ra. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ bị ở đây không phải là cái chỉ số tài chính đúng các bạn. Người ta đã cố tình người ta làm như vậy để làm chi các bạn, để người ta nhận biết được không có cái kỹ thuật mua cổ phiếu quỹ các bạn. Chứ còn cái này nó không có cái này để phục vụ cho cái công việc phân tích mà thôi, chứ còn không phải cung cấp cái chỉ số đúng EPS các bạn ha. EPS thì các bạn thấy là nó phải trừ đi cái cổ phiếu quỹ mà công ty được mua. Cái công thức này thì bạn sinh viên nào hoặc là các bạn nào mới bắt đầu làm quen với phân tích cơ bản đều biết cả các bạn. Thì cái chỗ này mình đã nhắc nhiều lần, mấy video trước mình cũng đã nhắc là cái nếu mà chúng ta có cổ phiếu quỹ thì chúng ta thấy cái EPS này sẽ cao hơn rất nhiều, tùy theo cái cổ phiếu quỹ mua ít hay nhiều các bạn. Và cái thứ hai như bạn gì nói là cái DVN các bạn, DVN là Dược Việt Nam, lấy cái số vốn đầu tư của chủ sở hữu là vốn chủ sở hữu góp là 400 tỷ ở đâu ra? Thì xin thưa với các bạn là đây là một cái mẫu tự động, lấy tự động. Thí dụ như tôi bấm DVN các bạn, thì nó sẽ hiện ra, các bạn thấy không, tích tắc nó sẽ hiện ra một cái báo cáo tài chính hoàn toàn khác các bạn. Nó là số tự động, lấy tự động. Còn bây giờ nói là vốn chủ sở hữu lấy hơn 450 tỷ này lấy đâu ra, thì cái nguồn gốc của nó là của Fian các bạn ha. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều lần trong cái video trước, thì có lẽ bạn chắc bạn ở đâu bạn nhảy vô bạn nói thì bạn thấy là cũng chưa tìm hiểu kỹ các bạn. Thì cái Fian này là người ta mua cái dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ha, của Sở Giao dịch. Thì nếu mà có sai thì nguồn gốc của Sở Giao dịch bị sai các bạn. Ở đây sai đúng tôi không có bàn tới các bạn. Giờ về phần dữ liệu là mình không phải, cái dữ liệu này do mình tự nhập nha các bạn, cho nên mình không chịu trách nhiệm về cái vấn đề cái đúng hay sai ở chỗ này là bao nhiêu, 2.000 mấy trăm tỷ hay là 450 tỷ. Các bạn, nếu mà 450 tỷ thì các bạn cộng hết cái vấn đề này lại, thì cái chỗ mà quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 723 tỷ này thì nó sẽ không có các bạn. Thì chắc chắn nó sẽ không có bạn. Nếu bạn cộng lại hết ở đây thì nó ra cái tầm 3.600 là đúng. Thì tất cả các khoản mục này nó sẽ đi vào đây. Như vậy thì chỗ này là chi tiết. Tôi nghĩ là nếu mà các bạn cộng hết tất cả cái điều này lại, trên lệch giá đánh giá lại tài sản thì nó tương đương với cái 3.600 đó bạn. Thì tôi thấy những khoản mục mà nó đưa vô đây thì khá hợp lý. Còn vốn chủ sở hữu góp thì nó có vô đây thôi các bạn. Chính vì vậy thì bạn khi mà bạn muốn muốn coi hay theo dõi một cái gì đó thì bạn lưu ý giùm mình những cái khoản mục này nha. Chịu khó đi nha. Chứ còn bây giờ bạn coi ở đâu có cà phê ép, cái gì bạn vô bạn phán cà phê ép đâu phải là đúng các bạn, đâu phải là được chứng nhận đúng đâu. Còn cái dữ liệu này mua ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, còn bạn muốn muốn biết nó đúng hay sai, kỳ cáo gì á, thì bạn lên cái chỗ fan á, người ta cung cấp dữ liệu, mình ý kiến ý cò. Còn ở đây mình không có phải là cái người nhập cái báo cáo tài chính này, cho nên mình không chịu trách nhiệm được đó các bạn. Còn nếu mình sai nữa thì bạn lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ha. Đó là thì cái phần mà mình nói rõ của cái EPS của mình là dành cho người phân tích thôi nha các bạn, chứ không phải là cái EPS này là dành cho cái người
đi ra cái tài chính. Cho nên chính vì vậy mình vẫn để cái này, mình sẽ không sửa các bạn. Mình sẽ không sửa là thí dụ như các bạn thấy D227. Thì cái phần D27 của chúng ta ở bên đây các bạn. D27 thì ở đây. D27 các bạn. D27 là net income. Thì nó lấy net income chia ngàn chia D9. D9 là bạn thấy là ở đây là share outstanding các bạn, share to, nghĩa là cái cổ phiếu ra ngoài các bạn. Tất cả cái mẫu phân tích này ngày xưa mình cũng thấy, ủa sao kỳ các bạn. Đây mình nói là ngày xưa mình cũng thấy, ủa sao kỳ vậy, nước ngoài sao mà tính sai, EPS sai. Tuy nhiên thì khi mà mình đi vào cái mẫu này thì mình mới hiểu là người ta để như vậy để chi, để chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về cái EPS thực sự các bạn, nó không bị cái kỹ thuật tài chính mua cổ phiếu quỹ để làm cho EPS tăng lên các bạn. Còn cái chuyện mà chúng ta có thể đưa một dòng vô đây nữa thì sắp tới mình nếu cần thì mình sẽ đưa cái một cái dòng của EPS chuẩn vô đây cho các bạn các bạn. Còn cái mẫu này của nước ngoài nha các bạn, mình tôn tôn trọng cái mẫu của nước ngoài. Có cái mấy cái vòng sau này đó mình ghi vào cho nhớ thôi. Có những cái nào mà mình không dịch được thì mình để nguyên tiếng Anh, các bạn thấy không? Mình để nguyên cái tiếng Anh như vậy thì mình dịch ra nó không có được trơn tru lắm. Thì cái tài liệu này, cái tài liệu này và cái file này là của nước ngoài nha các bạn, không phải tự mình nghĩ ra. Còn có nhiều file lắm các bạn, nhiều cái ở trong đây lắm. Thế các bạn thấy không? Toàn là nước ngoài không mà cái file này mình làm chưa xong. Cái sheet này mình làm chưa xong, nó có một cái tác dụng nữa các bạn. Nó có nhiều sheet lắm, nó có nhiều cái tác dụng khác nhau. Cho nên chúng ta chỉ dừng lại ở cái phần key finance thôi, financial thôi. Còn financial ratio là khác nữa. Đấy các bạn. Rồi còn còn cuối cùng hết là chúng ta phải dự đoán được sau hết nhiều 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 cái tính toán thì phải dự đoán được lợi nhuận năm năm sau là như thế nào luôn. Dựa vào những cái tỷ số tài chính như thế này thôi. Đó các bạn. Đó là cái tuyệt chiêu rồi. Thì cái đó ai mà học MBA thì người ta biết. Đó, biết cái mẫu đó thôi. Thôi mình không nói nhiều nữa để mất thời gian, đây mình giải thích các bạn. Nhiều khi các bạn coi không biết là kiến thức các bạn tới đâu nhưng mà các bạn hơi bị nhầm lẫn cái chỗ này chút xíu thì mình chỉnh lại các bạn. Đó, bạn thấy không? Tự động mình chả có can thiệp vào cái vấn đề dữ liệu này của Ủy ban chứng khoán. Ok, không có bàn nữa nha các bạn. Ok, đối với cổ đấy cái câu hỏi của bạn Lợi Nguyễn là phân tích cơ bản về ASA các bạn. Thì ở đây các bạn thấy cái key finance ở đây chúng ta có là EPS các bạn. Thì EPS giảm có những cái giảm nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ giảm tới có sự tăng lại trong 3 năm gần đây. Tăng lại trong 3 năm gần đây. Thì EPS của nó khá là nhỏ, đó là chỉ 180 đồng trên mỗi cổ phiếu thôi. Thì năm 2010 thì nó đã tăng và nó có một đợt suy giảm tới 2013 là ít nhất. Ha các bạn. Rồi sell grow, ở đây sell grow thì chúng ta thấy là cái tăng trưởng về doanh thu. Thì cái tăng trưởng về doanh thu thì cao nhất là năm 2010 12 12 các bạn ha. Và sụt giảm không 2013 chứ, xin lỗi 2013, và sụt giảm liên tục trong những năm sau ha các bạn. Trong những năm gần đây. Như vậy thì cái tình hình kinh doanh những năm gần đây đối với ASA nó cũng đang gặp khó khăn. Đấy các bạn. Thì tương tự như vậy, rồi fit nó tuy lợi nhuận tuy doanh thu nó giảm, tuy nhiên thì lợi nhuận nó lại tăng các bạn. Nhưng lợi nhuận nó lại tăng. Các bạn thấy không? Từ 1 tỷ 3 lên 1 tỷ 8, tỷ 2 lên tỷ 3, tỷ 8, vậy là tăng đều đều. Đấy các bạn. Trong 3 năm gần này tăng đều đều. Good. Như vậy thì chúng ta thấy tỷ số thanh toán nhanh thì ok các bạn ha, 1.28 cũng là tương đối cao rồi. Nợ thì các bạn thấy 37% thôi trên tổng tài sản, trên tổng nguồn vốn chứ, xin lỗi, tổng nguồn vốn. Thì
phải thu vòng quay hàng tồn kho 24 ngày, cũng là nhanh rồi so với những cái năm trước. Rồi vòng quay phải thu 138 ngày thì nó cũng tương đối thôi các bạn, trung bình thôi. Còn những cái có những năm chỉ có 33 ngày thôi, những cái năm đạt đạt đỉnh các bạn, thì cái hiệu suất làm việc của nó cao hơn. Tương tự phải trả thì nó cũng hơi lâu so với những cái năm trước. Vòng quay về tài sản, vòng quay của tài sản thì vòng quay về lợi ROE đó bạn, ROE. Còn vòng quay tài sản thì các bạn thấy là nó cũng đạt con số cũng là khá cao, có nghĩa là lợi doanh thu trên cái tổng tài sản thì là ok đó bạn ha, một chấm mấy là cũng là khá cao rồi. Tuy nhiên thì cái lợi nhuận của chúng ta kiếm được trên cái tổng doanh thu đó rất là thấp, không có 1% mà các bạn. Như vậy thì chúng ta phải xem xét lại, doanh thu cao nhưng mà sao bạn, lợi nhuận thấp, có thể là chi phí cao hoặc là giá vốn hoàn bán cao các bạn, rất là nguy hiểm ha. Chỗ này thì ROE của chúng ta cũng chỉ còn có 1,7% thôi, thì cái này ROE này chúng ta phải bóc tách ra xem cái nguồn vốn thì chủ sở góp nó thật sự nó có tích lũy nhiều hay không. Còn nếu mà tích lũy không nhiều thì đây là một con số cực kỳ thấp các bạn. Đòn bẩy tài chính có 1,37 thôi, tương đối bạn ha. Rồi cơ cấu về tài sản thì tài sản ngắn hạn là cỡ 50-50, gần 50-50. Nợ thì các bạn thấy cũng có khá thấp, 26% thôi, còn lại 74% là hay 27%, còn lại 73% là cỡ khoảng là nguồn vốn. Vậy như lại nguồn vốn nó là khá cao bạn. Nguồn vốn của nó là khá cao. So với tổng tài sản có thể là cái thặng dư cao hay chăng. Tuy nhiên thì mình phải xem lại cái nợ này bạn. Nợ phải trả này nó cao, cao hơn những cái năm trước bạn. Cao hơn 3 năm gần đây nhưng mà nó vẫn thua mấy năm trước ha. Tuy nhiên thì bạn thấy là ở cái mức khá khá rồi, nợ nó tăng lên khá khá rồi ha. Rồi, rất co chưa có gì bạn ha. Chúng ta xem lại cái bảng kết quả kinh doanh thì bạn thấy đúng là có một cái sự suy giảm về doanh thu trong cái đỉnh cao là 2013. Và ở đây chúng ta thấy giá vốn hàng bán cũng khá cao tương ứng các bạn ha. Nó chỉ còn lại có 3 4 tỷ thôi các bạn ha. 3 4 tỷ là cái tầm mà được giá vốn hàng bán là nó khá hơn trong những năm trước rồi, khá hơn những năm trước. Thậm chí nó giá vốn hàng bán nó đưa ra được cái lợi nhuận nó còn tăng tăng hơn những cái năm mà có cái doanh thu cao nhất. Như vậy giá vốn hàng bán đang đang được tối ưu hóa các bạn. Thằng này thì không có hoạt động kinh doanh tài chính, thì ở đây trong đó chi phí lãi vay thì cũng khá là lớn, đến 144 triệu. 144 triệu. Chi phí về bán hàng thì tất nhiên là căng lên các bạn. Như vậy thì các bạn thấy là về vấn đề này, chi phí bán hàng của nó đang gặp một cái vấn đề về bán hàng các bạn. Doanh thu là đang đi giảm nhưng mà cái chi phí bán hàng này tăng lên, thì về mặt kinh doanh thì chúng ta thấy công ty này đang đang có một cái vấn đề lớn cho cái việc tiêu thụ sản phẩm. Chúng ta phải tốn cho cái việc như là quảng cáo, chích hoa hồng cho các đại lý để kích thích tăng doanh thu, nhưng mà doanh thu lại giảm mà, thì cái việc đó nó khá là stupid rồi ha. Đó là cái khó khăn. Ok, thì chúng ta thấy lợi nhuận chúng ta tuy là giảm dần về cái vấn đề giảm dần về cái vấn đề doanh thu, tuy nhiên thì cái lợi nhuận chúng ta lại tăng dần nha bạn. Ok, thì cái chi phí mặc mặc dù chi phí bán hàng tăng lên ha, rồi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tầm tầm cỡ 1 tỷ, cái này nó hơi phập phù chút xíu nhưng cỡ tầm tầm 1 tỷ, thì bạn thấy nó là một cái công ty cũng có thể kiểm soát được cái vấn đề chi phí nha.
À, về tổng tài sản thì như bạn thấy ở đây chúng ta có tổng tài sản là 143 tỷ, 143 tỷ, có cái sự tăng lên trong cái việc tổng tài sản này. Và cái tài sản lưu động chúng ta ở 68 tỷ, từ 56, 52, 68, vậy có sự tăng lên các bạn ha. Thì cái sự tăng lên này chủ yếu là tiền và khoản tương đương tiền, không phải là chủ yếu, là một đoạn nhỏ thôi. Thì khoảng có 5 tỷ, 5 tỷ, 3 tỷ, tỷ rưỡi thì nó là một nhỏ thôi. Các khoản phải thu ngắn hạn là chiếm đa số. Các khoản phải thu ngắn hạn là chiếm đa số. Cái sự tăng lên là phải thu ngắn hạn. Thì phải thu ngắn hạn này tăng lên thì chiếm đa số hơn nữa, đó là phải thu của khách hàng. Nghĩa là giống như chúng ta nhận định là trong cái việc khó khăn về bán hàng thì chúng ta phải bán nợ, bán cho cái khách hàng của mình. Muốn muốn bán sản phẩm thì phải bán cho người không có tiền, người ta nợ bạn thì rất nguy hiểm ha. Thì cái nợ này cái khả năng là chúng ta thu hồi nó sẽ kém hơn. Thì cái vấn đề về buôn bán sản phẩm này nó đang gặp khó khăn. Thứ hai về tài tài sản cố định các bạn, tài sản cố định thì nó tầm bảy mấy tỷ ổn định ha. Trong đó 70 tỷ là các khoản phải thu dài hạn. Cho nên cái công ty này á, nó có một cái là cái dài hạn đó, phải thu dài hạn này nó rất là lớn, rất cao ha, rất là cao thì nó bằng với tài sản đầu tư dài hạn luôn. Thì nó phải đi thu, cái này nó nợ đi thu hoài các bạn. Nợ dai nó đưa vô đây rồi. Tài sản cố định rất thấp, có 4 tỷ thôi các bạn. Tài sản cố định rất thấp, có 4 tỷ thôi. Thì trong đó chúng ta chỉ còn 4 tỷ nữa là chúng ta đã có thể khấu hao hết cái nguyên giá của nó ha các bạn. Đầu tư vào công ty con thì liên doanh liên kết nó đã hết rồi các bạn ha. Ngày trước nó có đầu tư 70 tỷ lận. Tổng tài sản là 143 tỷ thì trong đó có nợ phải trả là 38 tỷ, thì nợ ngắn hạn cũng là 38 tỷ luôn. Thì hàng này nó nợ ngắn hạn chủ yếu là phải trả cho người người bán ngắn hạn, nó nợ chủ yếu là nợ khách hàng các bạn. Như vậy thì thằng này nó là nợ khách hàng, vay thì nó không vay ha bạn, vay thì nó không vay. Vay nợ chỉ có 1 tỷ thôi, vay nợ ngắn hạn có 1 tỷ thôi, tỷ hai chứ thì cũng khá là ít. Thì nguồn vốn chủ sở chúng ta thấy vốn chủ sở góp là 100 tỷ các bạn, 100 tỷ. Thì thằng này thì nó có thặng dư có 4 tỷ thôi. Thặng dư có 4 tỷ thôi các bạn. Thì như vậy thì cái ROE của chúng ta là như vậy là cực thấp, cực thấp. Vốn góp 100 tỷ nhưng mà lãi hàng hàng năm thì nó cỡ 1 tỷ mấy, 2 tỷ thì nó chỉ có 2% các bạn. Nếu chúng ta góp vốn đây thì chúng ta thấy là tỷ suất lợi nhuận của chúng ta cỡ chưa tới 2%. Đó là đỉnh cao rồi các bạn, đỉnh cao rồi đó ha. 2%. 2% một năm, kiếm công ty này kiếm lợi 2% một năm. Thì cái tỷ suất kiếm lợi này nó còn thấp hơn ngân hàng nữa. Thì chúng ta phải xem lại coi công ty này kinh doanh nó có hiệu quả hay không. Thì đây là cái mà chúng ta cần. Thì chúng ta xem qua cái doanh thu và lợi nhuận trong năm nay nó có cái gì đột biến không. Thì quý 2, quý 1 thì 46 46 đây là 500 500 triệu, 550 triệu. 550 triệu thì 550 triệu thì công ty này nó khá là ít bạn, mới 3 quý là 550 triệu thôi. Thì cái chuyện mà một ngàn một một tỷ mấy ở đây thì nó rất là mơ hồ nè. Thì nó cao lắm nó khoảng có 700 triệu thôi bạn, năm tới này, năm 2017 này có khoảng cỡ 7 tỷ, không tới nữa bạn, không tới nữa. Thì bạn là cỡ khoảng 600 triệu, 700 triệu là dữ dằn lắm rồi nè. Bây giờ cho 800 triệu đi thì nó bằng cái số lẻ. Còn 1 tỷ nữa như năm ngoái thì khó. Về khả năng như bằng với năm ngoái thì rất khó, cho nên cái có khả năng nó chỉ bằng một nửa năm ngoái thôi. Thì cái sức hấp dẫn và cũng như là cái ROE,
cái EPS của nó thì khá là thấp ha, so với năm ngoái. Như vậy thì chúng ta thấy là cái công ty này năm nay làm ăn có khả năng là nó sẽ không đạt được cái như năm ngoái, được một nửa năm ngoái thôi các bạn, một nửa năm ngoái đã thấy khó khăn. Rồi, ok, đó là cái phần mà của ASA của bạn Lợi Nguyễn. Rồi mình sẽ trả lời tiếp cho các bạn, bạn Lê Minh Anh, BFC các bạn ha, bạn được gọi là phân bón Bình Điền, BFC, xin lỗi bạn, chúng ta bấm bấm nhầm, BFC, ok. Đó, cái này online nha các bạn, đó nó tự động hết, không có phải là phải do mình nhập vô đâu. BFC thì chúng ta có những cái chỉ số tài chính đi nhanh thì chúng ta thấy là có một cái sự tăng. 2013 là đỉnh cao, rồi tiếp tục nó nằm ở tầm 4 5 ngàn, 4 8 5 ngàn. Như vậy thì chúng ta thấy là thằng này nó liên tục trong vài năm gần đây có cái thu nhập khá ổn định so với cái xe ha, xe Outstanding. Thì chúng ta thấy là growth các bạn, tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng thì các bạn thấy âm, có nghĩa là bạn thấy là về mặt doanh thu thì chúng ta có cái sự tăng trưởng âm mấy năm gần đây các bạn, nhiều năm gần đây thì âm không, âm không, nghĩa là ít đi, doanh thu càng ngày càng ít đi, tuy nhiên thì lợi nhuận thì tăng lên tăng lên các bạn. Ok, một công ty có thể là kiểm soát được chi phí chăng, về dòng tiền thì mấy năm vừa rồi thì ok rồi, tới khá là lớn, dư ra khá lớn rồi. Cái thanh toán nhanh, thằng này thì thanh toán nhanh hơi chậm các bạn, thanh toán nhanh hơi chậm nghĩa là nó chuyển tiền từ cái tài sản lưu động, mà trừ đi cái trừ ra cái hàng tồn kho các bạn, thì chúng ta thấy là nó hơi chậm chút xíu. Thì vòng quay hàng tồn kho chúng ta tới là 2 tháng, cỡ 2 tháng, nhưng mà khoản phải thu đối với mã này thì cực kỳ nhanh. Khoản phải thu thì thằng này thu rất là tốt, nó chỉ có 19 ngày là chúng ta có thể thu lại cái tiền mà người ta nợ và phải trả là cái khoảng 11 ngày. Thì về ROA thì cái vòng quay của tài sản thì khá là cao, 1.7 mấy rồi, thì nó còn cao nhưng mà nó còn thua những cái năm trước nữa các bạn. Như vậy là doanh thu của nó suy giảm, suy giảm các bạn, hoặc là tổng tài sản tăng lên ha. Thì chúng ta thấy là cái số này nó cũng suy giảm. Về hoạt động thì nó ổn định, các bạn thấy 0.4, 0.5, 0.5, 0.6 thì khá ổn định. Rồi cái ROE thì chúng ta có cái sự khá hấp dẫn là 24%, này nó khá hấp dẫn, ROE khá hấp dẫn các bạn ha. Nhưng ngược lại thì chúng ta thấy đòn bẩy tài chính khá cao, bây giờ nó đã là ba, ba rồi, có cái sự suy giảm, những năm trước còn 4 năm nữa các bạn, đòn bẩy tài chính này khá cao ha. Rồi chúng ta xem cơ cấu về tài sản là 76% đó là tài sản ngắn hạn, này chuyên về kinh doanh nhiều. Tài sản dài hạn thì nó chỉ có 23% thôi, còn 67% là nợ, này cái nợ cũng khá là cao các bạn ha. Còn 32%, 30 33% đó là nguồn vốn, trên tổng nguồn vốn ha. Rồi chúng ta qua cái phần về doanh thu, chúng ta về thằng này nó chỉ có cái doanh thu giá vốn hàng bán này là giảm bạn ha, giá vốn hàng bán giảm. Chúng ta thấy một cái mà ở đây chúng ta điều đáng nói đó là cái mà doanh thu giảm nhưng mà giá vốn hàng bán cũng giảm, và nó đem lại cái lợi nhuận càng ngày nó càng cao hơn đối với Bình Điền. Tuy nhiên thì chi phí bán hàng nó lại cao các bạn ha, chi phí bán hàng thì có khả năng là người ta muốn giấu lãi hay là muốn giảm lãi thì người ta nâng cái phần chi phí này lên, có thể là chi phí quảng cáo, có phải là chi phí đi lại tiếp khách, rồi chi phí này nó đưa vào cái chi phí này các bạn, thì để làm cho cái lợi nhuận các bạn nó kiểm soát được cái lợi nhuận của các bạn. Thì cái này chúng ta cũng khó mà có thể biết được cái doanh nghiệp người ta hạch toán theo kiểu gì các bạn.
Thí dụ như chúng ta thấy chi phí tiếp khách hay là chi phí công tác hay là chi phí quảng cáo hay là chi phí hoa hồng, thì mấy cái đó có thể những ai làm kế toán người ta sẽ có thể làm được cái điều đó các bạn ha. Hóa đơn thì đơn giản, không vấn đề gì. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp thì có tăng lên, thì có thể là quy mô hoạt động nó được tăng lên. Và thu nhập tài chính thì không có nhiều các bạn, nó chỉ có 6 tỷ thôi. Và lãi coi, chi phí lãi vay là một con số khá là lớn, 85 tỷ, 85 90 các bạn. Ổn định, những cái năm trước bạn thấy nó lên tới 200 tỷ. Như vậy thì cái đòn bẩy tài chính nó đang giảm xuống. Nó đang giảm xuống thì chính vì vậy cái chi phí lãi vay nó bắt đầu giảm giảm thì chi phí lãi vay chiếm tới gần 100 tỷ thì nó cũng gần một nửa so với lợi nhuận các bạn. Như vậy thì thằng này nó đang mượn đi vay nợ cũng khá là lớn ha. Thì chúng ta xem coi về tài sản lưu động. Thì chúng ta có ở đây là có 2.000 tài sản lưu động rồi, tổng tài sản trước đi. Tổng tài sản đó là 3.400 các bạn. 3.500, 3.400. Thì có sự suy giảm về cái tổng tài sản, thì tài sản ngắn hạn ở đây nó suy giảm rồi ha. Nó xuống còn 2.600 thì chủ yếu là sự suy giảm của tiền và các loại tương đương tiền. Bạn suy giảm khá là mạnh. Và các khoản phải thu thì tăng lên. Các khoản phải thu tăng lên, khách hàng nợ nhiều hơn một chút xíu. Bạn có một chút xíu thôi. Có khoảng 50 tỷ thôi. Và hàng tồn kho có sự suy giảm nhưng mà cũng ở mức khá là cao, đó là 1.500. Thế về tổng tài sản thì các bạn thấy là nó chỉ có 3.400 nhưng mà 3.400 các bạn. 3.400 mà bây giờ hết 1.500 thôi, gần một nửa là hàng tồn kho rồi. Và tổng tài sản của nó gần một nửa là hàng tồn kho rồi. Cho nên cái phần hàng tồn kho này nó sẽ quyết định trong vấn đề doanh thu cũng như là lợi nhuận. Thì cái ăn thua là cái giá vốn hàng bán các bạn. Thì nếu mà chúng ta nhập nguyên liệu mà giá rẻ thì có thể là sẽ báo cáo lợi nhuận cao. Cái này mình khó biết được. Thì có thể mình theo dõi công ty hoặc là mình tìm kiếm thông tin sâu hơn thì chúng ta mới 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 dự đoán được cái lợi nhuận chính xác được ha. Ở đây thì chúng thấy hoạt động của công ty đang khá lên, khá lên. Khá lên tài sản đầu tư dài hạn thì nó tầm đã tăng lên rồi các bạn, đã tăng lên khá là mạnh. Năm trước thì tăng lên gấp đôi bạn ha. Bây giờ là tăng lên gần gấp đôi thôi. Thì cái tài sản cố định được tăng lên, chủ yếu là tài sản cố định tăng lên. Mình thấy chủ yếu từ tài sản cố định tăng lên. Thì cái tài sản cố định này thì khả năng là nó tăng lên là do tài sản xây dựng dở dang được hoàn thành và đưa vào cái tài sản cố định hữu hình này. Bạn thấy từ 300 300 đại chính lên 520, 520 là 650 rồi. Thì cái khấu hao thì chúng ta thấy còn lâu lắm, còn 400 tỷ nữa thì có tầm 400 tỷ nữa thì nó còn lâu bạn ha. Ở đây đầu tư vào công ty con liên doanh liên kết không có ha. Và các khoản đầu tư dài hạn thì cũng không nhiều. Thì đây nợ nợ chủ yếu là chúng ta thấy tổng tài sản là 3.400 thì chủ yếu là nợ ngắn hạn là 2.000, 2.100 rồi. Chủ yếu là nợ ngắn hạn thì đi vay nợ ngắn hạn rất là lớn các bạn, 1.400, 1.400. Nợ của phải trả ngắn hạn là có 3.700 thôi. Ấy 370 thôi. 370 thôi các bạn. Nợ dài hạn có 180 thôi. Các bạn, chủ yếu là đi vay nợ dài hạn. Như vậy thì nợ của này đi vay chủ yếu và phải trả lãi mỗi hàng năm phải tám mấy tỷ. Khá là cao bạn ha. Không có cổ phiếu quỹ nè, vốn chủ sở hữu được tăng lên là 571 tỷ trong năm 2016. Thì cái 571 tỷ này á thì bạn thấy là nó chưa được nó hơn chứ hả? Nó tầm tầm một nửa bạn, nó tầm tầm một nửa với vốn chủ sở hữu. Vậy thằng này nó có thặng dư khá là lớn ha. Thặng dư của nó khá là lớn thì nó nằm ở lợi nhuận sau thuế hết 200 mấy nè các bạn. 200 mấy nè. Rồi các cái quỹ rồi các cái lợi ích của cổ đông thì không kiểm soát, đó là những cái công ty con các bạn.
ty con, công ty doanh liên kết, chúng ta thấy. Và những cái quỹ, cái quỹ ở đây, quỹ đầu tư phát triển. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là phần một nửa là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu góp là 570 mà chúng ta thấy là lợi nhuận mỗi một năm như vậy thì nó tầm 200 mấy, thì nó gần bằng một nửa. Thì thằng này nó làm ra một cái lợi nhuận khá là lớn, đạt 50% với vốn chủ sở hữu góp gần 50%. Như vậy cái tỷ suất để mà chúng ta góp góp vốn vào cái công ty này nó khá là cao, thì nó làm ra một cái số như vậy nha các bạn. Tại vì chúng ta thấy công ty này nó đang sử dụng cái đòn bẩy tài chính tương đối tốt thôi nha các bạn, tương đối tốt. Ok, đó là cái về tôi xem dự đoán về cái lợi nhuận sắp tới đây trong năm 2017 này thì cỡ bao nhiêu. Thì cỡ này là 200 200 201 201 202 các bạn, 202 cho 203 đi nha. 203 là 3 quý các bạn ha, 203 3 quý. Như vậy thì 203 3 quý, 203 3 quý, 203 là 208. Như vậy tương đương đó. Như vậy là chúng ta thấy khả năng là cái tầm năm nay cũng cỡ 207 208, lợi nhuận đối với Bình Điền thì cũng cỡ tầm như năm ngoái bạn ha, như năm ngoái. Dễ dàng, hết sức dễ dàng đạt được. Nếu mà quý 4 này có khoảng tầm 50 tỷ nữa thì 50 mấy tỷ nữa thì nó cũng đạt được cái số là 277, 208, thậm chí là 208. Thì cái tầm đó là khả năng đạt được. Ok, công ty này đang có làm ăn tốt. Tuy nhiên thì chúng ta phải xem xét mấy cái chi phí này nó tăng lên một cách khá là cao, đột biến. Có những năm thì rất nhỏ, có những năm rất lớn. Chúng ta xem lại cái chi phí bán hàng này. Thì nó cũng bào mòn cái lợi nhuận mà chúng ta kiếm được. Thì cái đó là kỹ thuật của công ty thôi, mình không thể nào xen vô được hả các bạn. Ok, tiếp theo thì chúng ta qua cái mã B. Bạn Hùng Vũ Văn có hỏi con BTB. BTB bạn, BTB thì mình không biết là công ty gì. B gì đây? B phở. Đó, mình đánh B bò là chết các bạn ha. BTB. B bò đúng không? Ok, bạn Hùng Vũ Văn. Nếu mà không có cái này thì bạn sẽ phải đánh bằng tay. Thì đánh bằng tay thì đến mùa quýt. Đến mùa quýt chúng ta mới có cái báo cáo tài chính này các bạn. Ở đây chúng ta coi cái tỷ số trước để chúng ta lưu ý cái phần nào ở trên báo cáo tài chính thôi, chứ còn không có tác dụng gì hết các bạn. Thì chúng ta thấy lợi nhuận chúng ta ok không, tăng dần đều đó, EPS nè không. Nên bây giờ thậm chí 2012 nó lên tới 12.26 luôn. Một công ty khá là tốt bạn ha, khá là tốt. Tăng mà mới đầu chúng ta 2009 có 2007 thôi, bây giờ lên 12.200 mấy rồi. Một công ty này tăng trưởng về lợi nhuận khá là ổn định. Các bạn thấy không, có những cái khoản mục này chưa tính xong. Nếu bạn thấy không, share book value rồi write to book, write to sell bằng tiếng Anh hết. Hoặc là thậm chí là các bạn thấy nó chưa có xong. Tôi làm mà chưa có xong rồi. Dividend yield rất là nhiều mà chưa có xong. Tại vì nguồn nước ngoài vô Việt Nam thì cái công thức của nó sẽ khác một chút xíu, khác cái sale các bạn, cái sheet. Sale growth thì chúng ta thấy có sự tăng trưởng về doanh thu khá là tốt, mười mấy cho tới 20% mỗi năm, vậy là ok. Và lợi nhuận nó tăng khá còn nhanh hơn lợi nhuận nó tăng còn nhanh hơn cái tăng trưởng về doanh thu. Công ty này đang trên đà phát triển mạnh, đang lớn các bạn. Free cash flow có lúc này thì cái này do cái kỳ báo cáo thôi, không phải là ảnh hưởng gì lắm. Thì chúng ta thấy chậm,
thanh toán nhanh, cái tỷ số thanh toán nhanh này nó hơi chậm. Nợ của nó thì cũng khá là cao đó, bạn cũng khá là cao rồi ha, nợ cũng khá là cao. Vòng quay của hàng tồn kho là 31 ngày, 22 ngày đối với phải thu và 8 ngày phải chi, phải trả. Thì như vậy về mặt con số thì chúng ta thấy nó được rút ngắn khá là nhiều. Như vậy thì về hiệu quả hoạt động công ty là khá là tốt các bạn, khá là tốt. ROA thì tới 14%, rất là tốt luôn. Về mặt lợi nhuận thì chúng ta họ đi nhiều hoạt động này nó ổn định, nó ổn định các bạn, nó ổn định luôn. Nhưng mà cái do cái vòng quay tài sản nó khá là mạnh, hai vòng rưỡi, thậm chí hai vòng rưỡi, thì các bạn thấy rằng là thằng này nó có một cái doanh thu khá là lớn, rất lớn, lợi thế bạn ha. Cái hai là nó chỉ cần giảm cái giá vốn hàng bán thôi là nó sẽ điều chỉnh được cái lợi nhuận tăng đột biến liền. ROE thì chúng ta thấy là nó lên tới 33%, một con số đáng mơ ước ha, đáng mơ ước. Tuy nhiên thì đồng bảng tài chính chúng ta cái mức cũng khá là cao là 2.27, thậm chí là những năm trước còn 4 và 3 nữa, vậy ha. Rồi cái tài sản ngắn hạn thì chúng ta thấy là chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn, chiếm 61%, còn lại là 39% cỡ là tài sản dài hạn, và nợ là chiếm đa số, cho nên hơn một nửa nợ thì 56%, còn 44% đó là nguồn vốn. Như vậy nguồn vốn này cũng lớn các bạn ha. Và doanh thu lợi nhuận thì các bạn thấy ở đây, doanh thu chúng ta đang tăng dần đều lên, và cái hoạt động tài chính thì nó không đem lại lợi nhuận lắm mà. Thì chủ yếu là hoạt động core business thôi. Tuy nhiên thì cái chi phí bán hàng nó cũng tăng lên đều đều, và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên đều đều tương ứng. Thì như vậy về mặt quy mô cũng như là về mặt kinh doanh thì hàng này nó đang phát triển về mạng lưới cũng như về sản phẩm quy mô sản xuất. Chính vì vậy thì hàng này đó là một cái công ty, tôi không biết coi công ty gì, nhưng mà là một công ty mà có thể là đang trên cái đà phát triển. Bạn ha, trên đà phát triển. Ok, về lợi nhuận chúng ta thấy book cái lợi nhuận với cái doanh thu này thì nó chỉ chiếm 10% thôi, thì cái giá vốn hàng bán nó cũng khá là cao rồi bạn ha. Nhưng như vậy thì cũng được, công ty này được. Coi cái quy mô tổng tài sản nó là bao nhiêu là chúng ta thấy tổng tài sản thì nó có 1.800 thôi. Wow, tổng tài sản chúng ta có 1.800 thôi các bạn. Tổng tài sản có 1.800 mà doanh thu thằng này nó lên tới 3.600, là gấp đôi các bạn. Như vậy thì một công ty này cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Giống như là chúng ta thấy chúng ta chỉ có một cái doanh nghiệp mà chỉ có một đồng thôi, nhưng mà chúng ta buôn bán lung tung, mà chúng ta thấy là kinh doanh sao mà chúng ta thấy cái doanh thu chúng ta lớn gấp 2 lần cái tổng tài sản của công ty. Như vậy thì cái sức quay của nó, dòng quay tiền của nó kinh khủng các bạn, dòng tiền kinh khủng, hiệu quả nó khá là cao. Hiệu quả dòng quay thôi nha bạn, còn ví dụ như cái số mà doanh thu cao nhưng mà lợi nhuận thì không cao thì không nói, nhưng mà đối với 1.800, tổng tài sản 1.800 mà lãi 264 tỷ thì cũng không không hề thấp, không bao giờ thấp được. Về hiệu suất thì có, thằng này tôi xếp vào có loại khủng các bạn, không biết nó là kinh doanh cái gì thôi. Tài sản ngắn hạn thì chúng ta thấy có cái sự tăng lên dần đều ở đây, bây giờ nó đang tới 1.100, trong khi đó chúng ta thấy là có 1.800 thôi, phần lớn là tài sản ngắn hạn. Thì tài sản ngắn hạn thì trông thấy tiền chúng ta đang rất là thấp, trong kỳ báo cáo này cũng rất là thấp, là có 33 tỷ thôi. Tuy nhiên thì chủ yếu là cái khoản phải thu ngắn hạn tăng lên rất lớn, hơn 200 tỷ, thì chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên, cũng có tăng lên của trả trước người bán. Như vậy kết quả kinh doanh khá tốt, cái chuyện kinh doanh của nó là khá là tốt. Tuy nhiên thì cái hàng tồn kho nó tăng lên gần 200 tỷ, gần 200 tỷ. Như vậy thì khi sản xuất nhiều như vậy thì cái hàng tồn kho nó cũng tăng lên.
Cũng là dễ hiểu thôi nè các bạn. Còn có mục gì đáng lưu ý không các bạn? Không có mục gì hết. Rồi tới quà tư đầu tư dài hạn thì cũng tăng 300 tỷ, gần 300 tỷ, cũng khá là đột biến các bạn ha, khá là đột biến trong năm 2016 vừa qua. Thì tài sản tăng lên là chủ yếu, chủ yếu 180 tỷ này là tài sản cố định ha các bạn, tài sản cố định. Thì tài sản cố định này là cái tài sản của mình được tăng lên. Thì các bạn thấy là nguyên giá là lên bây giờ là lên tới 1.100 rồi, mà khấu hao thì mới được nửa thôi, 530 thôi các bạn. Như vậy là chúng ta vẫn còn một nửa đường, nửa chặng đường thôi. Như vậy thì chúng ta đang có một cái sự đầu tư về cái tài sản cố định ở đây, nghĩa là có cái sự lớn mạnh về cái vấn đề là nhà máy sản xuất hoặc là cái cơ sở vật chất của công ty được đầu tư đây vô cái tài sản cố định nha các bạn. Thì ta không biết là thằng này có sản xuất hay là kinh doanh gì đây, thì chúng ta chỉ đoán mò thôi. Ok, các khoản đầu tư vào công ty con không có, công doanh liên kết thì tổng tổng tài sản đây là 1.800, thì nợ phải trả hết 1.000 rồi, như vậy nguồn vốn của nó cũng là còn lại chưa được một nửa. Bạn nợ thì ở đây chủ yếu là nợ ngắn hạn, và nợ ngắn hạn ở đây chủ yếu là đi vay nợ các bạn, đi vay nợ và phải trả cho người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước, cũng là một con số rất là thấp. Mà thì vay nợ dài hạn có 19 tỷ thôi, cũng rất là thấp rồi bạn. Thì 16 tỷ là vay nợ thôi, cho nên các bạn thấy rằng là hàng này cái số vay của nó vay ngắn hạn là chủ yếu thôi, vay ngắn hạn. Thì chúng ta xem coi cái chi phí lãi vay chỗ này là 27 tỷ rồi. 27 tỷ là con số cũng tương đối so với tổng tài sản nha các bạn. Tổng tài sản chúng ta có 1.800 thôi, nhưng mà đi vay á, đi vay ở đây 20 gần 700 tỷ, vừa ngắn vừa dài 700 tỷ. Thì nó gần một nửa rồi nha, gần một nửa rồi. Như vậy thì cái chuyện đi vay của này thì mà làm ra cái của cải như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cái sử dụng đồng bảng tài chính của nó khá là tốt, khá là tốt, tốt hơn công ty trước nữa. Thì tổng nguồn vốn ở đây là có 796 tỷ thôi. Đây đây đây, đặc biệt các bạn, đặc biệt cỡ 800 tỷ, mà 800 tỷ nguồn vốn nhưng chỉ có hơn 200 tỷ là sao các bạn? 1/4 trong số đó là vốn chủ sở hữu góp. Như vậy thì bạn bạn nghĩ là chúng ta nên mua cổ phiếu này không? Quá quá cổ quá nên mua rồi. Tại vì hàng năm nó có thể làm ra bằng đúng cái vốn chủ sở hữu góp này, còn hơn nữa các bạn, thậm chí là hơn nữa. Như vậy rất là tốt ha các bạn, rất là tốt. Thì các bạn thấy rất là tốt như vậy, thì có vốn chủ sở hữu khác cho tặng gì đó thì nó tới, nó còn hơn cái số chủ chủ góp nữa. Rồi lợi nhuận tích lũy rất là cao, ok. Rồi như vậy thì cái phần tích lũy của nó thì thuộc cái dạng khủng khiếp rồi, gấp 4 lần, gần 4 lần so với vốn chủ sở hữu góp. Như vậy thì ROE của chúng ta còn lớn hơn thật sự là cái hiệu quả, cái lợi nhuận đem lại cho vốn chủ sở hữu góp nó cũng cao lắm, gần 100%, hơn 100%. Mỗi mỗi một năm vậy là chúng ta làm ra một cái lợi nhuận hơn hơn 100%. Thì đây là một cái công ty gì đây? BTP, bạn nên đáng để đầu tư các bạn, đáng để đầu tư. Đầu tư tất nhiên là phải dài hạn thôi các bạn, không thể nào ngắn hạn được, đúng không? Bây giờ tôi xem coi lợi nhuận năm 2017 nó sẽ cỡ khoảng bao nhiêu. Thì trong 3 quý thì chúng ta thấy là ở đây là 160 tỷ, 200 220 rồi. Cỡ khoảng 220. 220 rồi. Thì cái chuyện mà 220 thì cái chuyện mà lên 207, 208 là chuyện bình thường các bạn, 207, 208 bình thường. 207, 220 rồi, 207, 208 bình thường, tại vì bình thường là ít nhất là năm mấy tỷ. Thậm chí là 300. Thì năm nay có khả năng là một cái khá là đột biến nữa,
À, có khả năng là tệ lắm thì cũng bằng năm ngoái. À, như vậy thì cái công ty này các bạn đang trên cái đà tăng thì các bạn có thể tiếp tục mua và nắm giữ, thì nó sẽ đem lại cái lợi nhuận lớn hơn cho các bạn. BTB ha bạn. Cái này mình coi BTB giá bao nhiêu, bây giờ đang giá bao nhiêu, để các bạn đợi coi xíu. BTB bao nhiêu vậy? Giá nó hơi cao bạn ha, 136 rồi, thì đúng thôi. Cái sức lợi nhuận thì sức lợi nhuận của nó quá cao, thì giá nó được kỳ vọng cao như vậy. Rất là good các bạn. Nếu chúng ta mua thì chúng ta phải đợi cái thời điểm mua thì và cái giá mua, thì nếu trong đồ thị mà theo Ichimoku thì bạn mà mua được cái giá như 126 là ok. À, giờ 136 rồi, 126 là ok trong thời gian tới. À, rất là tốt. Ok bạn, bây giờ chuyển qua cái mã cổ phiếu mà bạn khác đang hỏi. TNT nữa là có lẽ kết thúc các bạn ha. TNT các bạn ha. TNT. Thì bạn này có hỏi và bạn ghi là hàng tồn kho gần 700 tỷ, hàng tồn kho. Bây giờ mình nói mình coi coi hàng tồn kho 700 tỷ thôi. Bạn không có hỏi về phân tích nè, có hỏi phân tích không? Nếu không thích phân tích luôn, rồi ok. Hàng tồn kho bạn sợ, bạn nói là sợ đến 700 tỷ à. Tổng hàng tồn kho nó có 1 tỷ mấy thôi. Nha các bạn. 1 tỷ mấy thôi. Tôi đâu thấy 700 tỷ đâu. Các bạn phải coi lại coi cái báo cáo tài chính bên nào mới đúng. Còn ở đây chúng ta thấy nó chỉ có 1.000, 1.000, 1 tỷ thôi các bạn. Xin lỗi, 1 tỷ thôi. Hàng tồn kho rất ít. Đó, bản thân hàng tồn kho những năm trước rất là ít, 5 tỷ, 800 mấy triệu gì đó. Không biết là sản xuất bằng công ty gì mà hàng tồn kho nó ít vậy. Tổng tài sản như bạn thấy ở đây nó lên 395 tỷ nhưng mà hàng tồn kho có tỷ thôi. Chúng ta phân tích sơ qua thì các bạn thấy công ty này trong những cái năm gần đây thì làm ăn nó khá là lận đận. Trước đó thì nó ba cái đột biến như thế này, những năm 2010 tính ra đột biến là được cái 1.700, còn đâu lỗ lỗ trong 2013 nó lên tới âm rất là nặng, âm rất là nặng. Thì chúng ta cũng thấy sự tích lũy chắc chắn là nó cũng rất là thấp. Thì tăng trưởng thì chúng ta thấy là về doanh thu thì nó đang trên cái đà xuống dốc rồi xuống dốc rồi trở lại. Đến như năm 2010 16 vừa rồi doanh thu nó lên 86 tỷ thì nó cũng khá là cao, cao nhất trong những năm 8 năm vừa qua. Tuy nhiên thì lợi nhuận các bạn thấy là lợi nhuận nó còn giảm nữa các bạn. Như vậy độ hiệu quả của công ty này không cao, thấy không? Doanh thu tăng lên mà cao nhất luôn năm 2016 nhưng mà các bạn thấy là lợi nhuận thì nó lại suy giảm tới gần 100%. Chúng ta phải xem coi vấn đề nó nằm ở đâu. Rồi thứ hai là cái khoản thanh toán nhanh của nó khá là nhanh, từ tài sản lưu động mà chuyển ra tiền thì khá là nhanh. Rồi hàng tồn một hàng quay hàng tồn kho thì thằng do thằng này tồn kho không nhiều cho nên nó sản xuất nhiều thì nó đưa ra ngoài hết bấy nhiêu. Nhưng mà đặc biệt là cái khoản phải thu của nó thì như bạn thấy cực kỳ lâu, số ngày nó phải kiếm đến 2 năm. Nếu mà thu được một cái khoản thu của phải thu thì nó phải tầm 2 năm, và 1 năm thì nó mới trả tiền cho các đối tác. Thằng này nữa. Thằng này nó là dạng lì, một siêu lì về vấn đề trả tiền cũng như là thu tiền. Những khách hàng của nó là nợ của nó, nợ dai khó đòi. ROA thì như bạn thấy vòng quay thu như là doanh thu trên tổng tài sản thì có thể khả năng là tài sản nó lớn, tổng tài sản nó lớn cho nên cái
cái doanh thu của nó nhỏ so với tổng tài sản mà. À, nhưng mà lợi nhuận thì chúng ta thấy cũng tầm tầm. À, như kiểu có năm 2016 này thì nó hơi kém thôi. À, nó chỉ 2% thôi, chứ còn mấy đợt trước thì 10 20% là cũng khá ổn. Đòn bẩy tài chính hiện nay nó cũng cũng khá đó bạn. Nó cũng đi vay khá đó chứ không phải giỡn, là 1.46 là cũng khá rồi. Không nhiều nhưng mà cũng khá. À, tài sản thì chủ yếu là tài sản cố định thôi, tài sản lưu động không nhiều. Này nó làm như là nó sản xuất các bạn ơi, nó sản xuất cho nên nó đầu tư vào nhà máy nhiều hơn, tài sản cố định nhiều hơn. Và nợ thì nó vay nợ, còn đòn bẩy tài chính nợ vay á, thì đòn bẩy tài chính vay ấy nha thì nó cũng khá là cao, nhưng mà nợ thì so với tổng nguồn vốn á, thì nó là ít. Nào, như vậy thì thằng này khách hàng nợ nó hay là chiếm dụng vốn gì nó cũng ít, nhưng mà chủ yếu là đi vay nha bạn. Nguồn vốn của nó khá lớn nha bạn, nguồn vốn nó khá là lớn. Ok, à, chúng ta xem coi. Như bạn thấy tăng trưởng 86 tỷ, lợi nhuận con tỷ 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 rưỡi thôi. À, tỷ rưỡi thôi. Chi phí quản lý doanh nghiệp nó còn âm. Nó còn âm. Biết âm là sao? Chi phí quản lý doanh nghiệp mà âm à? Âm cái này nè, do âm cái này là chi phí quản lý doanh nghiệp âm thì thằng này mới dương được. Cho nên cái thằng công ty này các bạn thấy nó rất là nguy hiểm à. Báo cáo của nó chúng ta thấy nó lằng nhằng quá, nó không có rõ ràng và nó không có cái sự hợp lý ở đây. À, các bạn, chúng ta thấy rằng là tự nhiên cái chi phí quản lý doanh nghiệp là âm 7 tỷ, thì chúng ta dự cái âm 7 tỷ này thì chúng ta mới mới có cái lợi nhuận. À, mới có cái lợi nhuận là 7 tỷ đó. Thì về mặt xét thì chúng ta thấy là không ổn đối với công ty này. Các khoản ngắn hạn thì tập trung vô là chúng ta cho mấy khách hàng nó nợ tăng lên thôi các bạn, thấy không bạn, cho khách hàng nó nợ tăng lên. Hàng tồn kho như bạn thấy nó không phải 700 tỷ đâu các bạn. Phải 700 tỷ đâu, phải không? Bạn thấy là tổng tài sản của nó đó nó chỉ có 395 tỷ thôi. Làm sao mà công ty có thể công ty mà của TNG đúng không? Đúng không bạn? DNT hả? DNT là lộn rồi. Bạn hỏi TNT hả? Xin lỗi TNG đó bạn, lật một cái là TNG đó, TNG cái là khác liền. Xin lỗi các bạn, mình đi đó, mất thời gian quá đó, mất thời gian quá. Ok, hàng này thì chúng ta thấy doanh thu cũng tăng lên khá đột biến, nhưng mà lợi nhuận thì cũng tăng lên ổn ổn. Ok, thu nhập ok, quản lý chi phí bán hàng thấp hơn, rồi chi phí quản lý doanh nghiệp lại cao. Thì tôi coi coi cái thằng này tổng tài sản là bao nhiêu. Tổng tài sản thì thằng này nó là cao hơn các bạn. Rồi, có ngàn, thằng này 1.800 mà tổng tài sản 1.800 thôi. Thì hàng tồn kho của bạn là chỉ có 445 tỷ thôi các bạn, chứ không tới 700 tỷ đâu. 445 tỷ thôi. À, các bạn, hàng tồn kho. Thì hàng tồn kho này nó còn có trừ đi hàng tồn kho, thật ra nó là 450, thì trừ đi 5 tỷ, 5 tỷ là giảm giá, dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Thì các tài sản ngắn hạn khác thì nó mới là 48, 13, 34. Thì tài sản cố định là 1.000, 1.000 rồi. Thì nếu mà tổng tài sản mà các bạn thấy tổng tài sản này nó có 1.800 mà 700 tỷ như bạn nói, thì tồn kho thì nó ghê gớm, thì nó đâu có thể nào bằng mỗi công ty giống như là TBB chúng ta được. À, TNG nha các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy vốn chủ của nó khá cao, vốn chủ của nó ấy quên nợ chứ, xin lỗi, nợ
Nợ thì chúng ta thấy là chủ yếu là nợ ngắn hạn, hết một nửa, hơn một nửa là nợ ngắn hạn, hơn một nửa tổng tài sản là nợ ngắn hạn, và chủ yếu là nợ đi vay, nợ đi vay, nợ đi vay hơn 1.100 vậy bạn, hơn cỡ khoảng hơn một nửa là đi vay tiền gì này, rất là nguy hiểm. Thì đây 300 340 nè, với lại 830 nè, thì phải ngàn mốt, ngàn 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 mốt năm, không ngàn mốt năm thì với so với 1.800 thì chúng ta thấy hơn một nửa gì nữa, hơn một nửa nhiều là đi vay. Chính vì vậy thì bạn thấy chi phí lãi vay của nó khá là cao, 67 tỷ. 67 tỷ thì bạn thấy là lợi nhuận nó có 81 tỷ thôi. Thì cái chi phí lãi vay nó đã sáu mấy tỷ, nó gần bằng cái lợi nhuận, mặc dù cái doanh thu khá là cao. Ở đây chi phí doanh nghiệp rất lớn nha các bạn, chi phí doanh nghiệp rất lớn, 140 tỷ so với cái lợi nhuận này. Và cái vốn chủ sở đầu tư nó là 342 tỷ, 300, có tăng vốn nữa, liên tục mấy năm gần đây đều tăng vốn hết. Chính vì vậy cái EPS của chúng ta thấy là nó rất là thấp, thấp này, nó thấp 81 tỷ trên 342 tỷ nè. Cũng không thấp lắm mà bạn, EPS cũng không thấp lắm, 2.000 mấy rồi, 2.000 mấy rồi cũng khá là tốt chứ, không 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 đến nói tệ lắm. Ok được, do cái vốn này nhỏ, vốn này nhỏ thì nó chỉ chiếm tới hơn một nửa so với nguồn vốn. Thằng này cũng có thặng dư để lại, thì nó có một cái thặng dư vốn cổ phần 30 tỷ nè, với 81 tỷ trăm mốt các quỹ chích vô các quỹ này. Ok, nói chung thì chúng ta thấy với cái mã này thì mỗi một năm như vậy thì chúng ta có thể khả năng là kiếm được 1/3, kiếm 1/3 so với vốn chủ sở gốc. Nói chung thì này nó cái tỷ suất mà làm ra lợi nhuận thì nó không cao, nó không cao. Thì nếu mà chúng ta so sánh với giá nữa, giá thành, giá mà đang đang giao dịch, thì cái nếu mà giá thấp nữa thì nếu mà nó ở mấy ngàn nữa thì cũng gọi là được, cũng gọi là đầu tư được. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy trong cái chuyện báo cáo về lợi nhuận, chúng ta thấy có một cái sự lưu ý là khi khi mà cái chi phí quản lý doanh nghiệp chúng ta đang lên, tăng lên các bạn, đang tăng lên thì và những cái chi phí khác, chi phí khác chúng ta coi nợ, coi công nợ của nó có bị tăng lên không. Thì nếu mà tăng nợ, công nợ tăng lên thì các bạn thấy là cái khả năng là sao bạn, nợ ngắn hạn thì khả năng là nợ vay á phải trả. Đây tăng lên mà, thì cái chi phí lãi vay năm nay nó còn tăng lên nữa, chi phí lãi vay nó còn tăng lên nữa. Bây giờ chúng ta xem coi cái năm nay lợi nhuận có khoảng nhiêu, năm ngoái 81 rồi đúng không, xin lỗi số 4 nha. À, 45, 45 với lại 40, 80, 86, 86 rồi, 86, 86, 87, 86, 87 thì lớn hơn 81 là đúng rồi, mới có 3 quý lớn hơn 81. Thì cái tầm nó khoảng cỡ gần 100 tỷ rồi, năm nay cũng gần 100 tỷ, cỡ ngót nghét 100 tỷ, như vậy thì nó cũng ổn, nó cũng ổn, năm nay là khá là tốt. TNG các bạn, để chúng ta coi coi cái TNG khá là tốt, giá nó cỡ tầm 14 cũng được. Đại khái thì năm nay nếu 100 tỷ thì chúng ta thấy chúng ta tính sơ sơ qua cái chuyện mà định giá về cơ bản này coi. 100 tỷ có 15 đó, 15 thì giờ bằng, nếu mà chúng ta mua cái giá hiện nay thì
cái khả năng là nó bằng với PE năm ngoái. À, nếu mà PE thị trường chung hoặc là PE ngành nó tăng lên thì cái chuyện giá tăng lên là chuyện bình thường. À, thì cái giá gốc của nó chúng ta khoảng cỡ nằm ở cỡ khoảng là à, 12 cho tới 15 là bằng cái cơ hội năm ngoái. Nếu ta được mua 12 thì nó bằng cái giá năm ngoái rồi ha. Bằng cái giá năm ngoái. À, nếu PE thị trường hoặc là PE của cái ngành nó tăng lên thì cái chuyện giá này nó phải tăng lên thôi. À, chúng ta căn cứ vào PE thôi. Vechiner đó bạn. À, như vậy thì trên đây là những cái phân tích sơ lược về báo cáo tài chính, những cái câu hỏi của bạn. Thì hôm nay nữa là chắc cái ngày cuối để mình sử dụng phân tích cơ bản về các cái báo cáo tài chính. Thì rất mong những cái hữu ích, những cái phát hiện nhỏ của mình sẽ đem lại hữu ích cho các bạn về cái xem coi cái công ty nó khỏe mạnh như thế nào và làm ăn ra sao, cũng như cơ cấu vốn nó có như thế nào, tốt hay không. Và hy vọng là những cái video sẽ đem lại lợi ích cho các bạn, không ít thì nhiều. Và nên nhớ rằng đây là một cái sơ lược chưa đánh giá hết, mà vừa dựa vào những con số trong báo cáo tài chính trong một thời gian rất ngắn để có thể đưa ra cho bạn như vậy. Thì trước hết các bạn phải có những cái kỹ năng và cái sự nhanh nhạy trong cái công chuyện mà đọc thường xuyên báo cáo tài chính thì mới đưa ra được những nhận định như vậy. Thứ hai là ở đây tôi xin nhắc các bạn là cái dữ liệu của tôi sử dụng đó là trên fian.vn, và tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm trên cái dữ liệu này. Và dữ liệu này tôi có hỏi trên fian thì người ta đã mua trên ủy ban chứng khoán và người ta cũng không chịu trách nhiệm về cái vấn đề dữ liệu này. Nếu dữ liệu có sai thì ủy ban chứng khoán phải chịu, là người chịu trách nhiệm nha các bạn. Còn không, mình không có cái chức năng hoặc là đi so sánh ở đâu là đúng nha các bạn, ở đâu là đúng thì mình không có thời gian. Thứ nhất là mình không có thời gian nha, mình không có ý gì hết, không có phải làm để mà PR hay là chứng tỏ mình là giỏi hay là để nổi tiếng gì các bạn. Để chúng ta giúp đỡ cho các bạn, người người xem chơi chứng khoán thì chúng ta xem để chúng ta học tập, nhất là mấy bạn sinh viên, bạn nhỏ học tập, chứ còn không có chứng tỏ gì đây các bạn. Các bạn xem được thì các bạn nào mà xem được thấy cảm thấy thích thì xem, còn các bạn nào mà thấy trình độ mình cao rồi, trình độ mình cao rồi thì có thể bạn không xem, đó là chuyện bình thường. Thì ở đây chúng tôi chỉ dừng lại ở một cái mức độ nhất định, còn những cái cao hơn để mà thì dành lại cho các bạn. Còn những bạn nào đã có một cái trình độ cao siêu rồi, không cần coi báo cáo tài chính nữa, thì các bạn có thể tự mình làm việc đó, thì cái đó mình cũng không ép gì hết. Còn những cái đóng góp ý kiến thì xin các bạn hãy nhẹ nhàng đóng góp ý kiến để cho mình sửa đổi các bạn. Hoặc là những cái thắc mắc thì các bạn có thể chỉ rõ những cái điều thắc mắc đó như thế nào, mình sẽ giải thích, tránh cái tình trạng là comment mang cái không có cái thiện chí đóng góp các bạn. Đó, mình nhắc nhở các bạn thôi, mình là người lớn tuổi rồi các bạn, không phải trẻ trâu như các bạn nữa. Mình hôm nay là bốn mươi mấy tuổi rồi, 41 42 tuổi rồi. Thì đề nghị các bạn khi mà tham gia vào cái YouTube chúng ta phải tôn trọng với nhau các bạn. Thì làm ơn comment hoặc là làm ơn góp ý thì nó nhẹ nhàng chút xíu, dùng từ ngữ nhẹ nhàng thôi các bạn, không phải cần thiết là dùng những cái từ ngữ trẻ trâu trên mạng. Tại vì bản thân mình lớn tuổi rồi, có thể bạn lớn tuổi mình, nếu bạn lớn tuổi mình mà bạn sử dụng những cái câu từ đó thì bạn quá là con nít. À, như vậy thì nó càng tệ hơn nữa các bạn. À, qua đây thì có lẽ mình sẽ làm một hai video clip về phân tích cơ bản nữa các bạn. Theo cái mình đang thích làm một cái video clip về cái dòng cao su, một cái của doanh nghiệp về cao su thôi.
và một cái clip về một cái doanh nghiệp gì hôm bữa mình quên mất rồi, một cái ngành nào khác nữa, thì để cho các bạn có cái thời gian nghiên cứu sâu. À, các bạn, thì mình lấy chỉ một doanh nghiệp đại diện thôi, còn còn cái dữ liệu ngành nó thật ra mình không có dữ liệu các bạn. Nếu mình có dữ liệu ngành nữa mình có thể so sánh công ty này với cái ngành nghề đó. À, các bạn, còn đây chúng ta không có dữ liệu ngành thì chúng ta không thể chém được. À, không thể chém BE ngành hoặc là những cái chỉ số về ngành ROE của ngành hay gì đó thì nó khó. À, các bạn ơi, nếu các bạn thấy hay bổ ích thì các bạn hãy like cái video này. Còn các bạn muốn giúp đỡ kênh của mình cho nó tốt hơn thì các bạn có thể share cái video này cho những người bạn trên Facebook hoặc là trên forum hoặc là những người nào thân quen, có thể giới thiệu cái kênh này, cái video này hoặc cái kênh này cho các những người đó xem. Có thắc mắc thì bạn hãy để comment phía dưới, góp ý thắc mắc thì bạn để comment phía dưới. Và bạn hãy các bạn hãy chưa subscribe thì hãy subscribe ủng hộ cho cái kênh. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn quý vị các bạn vào những video sau. Và chú ý cái video này nó có phần lộn là TNT với cái mã là TNG lúc đầu. Các bạn nào xem thì các bạn hãy bỏ qua cho mình, tại vì đôi lúc thì nó cũng có nhầm lẫn các bạn ha. Xin chào.